xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về tặng thầy lợi nha các bạn. Thì hôm nay là nói về có bao nhiêu số tròn trục nè, có 5 chữ số nè khác nhau. Thì mình lấy ví dụ về số có 5 chữ số nha các bạn. 1, 2, 7, 8, 5, đây là số có 5 chữ số. Thì từ tay phải sang tay trái gồm hàng đơn vị nè, hàng chục nè, hàng trăm nè, hàng nghìn nè và hàng chục nghìn, được chưa? Tiếp theo mình sẽ lấy ví dụ về số tròn trục 10 nè, 110 nè. Thì đây là những số tròn trục, số tròn trục vi. Thứ nhất nó có 1, 2, 1, 2, 3. Vậy số tròn trục là số có từ 2 chữ số trở lên. Thứ hai đó là các bạn nhìn vào cái hàng đơn vị, nó là số 0. Ok chưa? Rồi bây giờ mình sẽ bài này thì các bạn giải bằng phương pháp gọi nha các bạn. Gọi A, B, C, D, E là số tròn trục có 5 chữ số khác nhau. Do nó là số tròn trục nên hàng E là số mấy à? Là số 0. Vậy số 0 là mấy số à? Một số. Vậy E có một cách chọn. Ok chưa ạ? Một cách chọn. Tiếp tục các bạn cần nhớ kiến thức này. Mọi con số trên thế gian đều được tạo bởi 0 nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9. Và từ 0 đến 9 được sắp xếp từ bé đến lớn. Được chưa ạ? Ý nói 1 lớn hơn 0, 2 lớn hơn 1, vân vân và vân vân. Do 5 số khác nhau nè, chọn số tròn trục có 5 số khác nhau nên số 0 đã chọn rồi thì các bạn bỏ số 0 đi. Được chưa ạ? Rồi bắt đầu mình sẽ chọn hàng A. Vậy hàng A sẽ được hàng A nha các bạn. Các bạn nhìn vào hàng A nha. Do số 0 lấy rồi, vậy hàng A của mình, hàng A có bao nhiêu cách ạ? Hàng A sẽ lấy số 1 được nè, số 2 cũng được, đến số 9, vậy có 9 cách chọn. Được chưa ạ? Tiếp tục hàng B có bao nhiêu ạ? Thì từ 0 đến 9 mà mình đã chọn một số 0 rồi, chọn thêm thằng A rồi, thì các bạn đã chọn mấy số ạ? 2 số rồi, mà trong đây có 10 số mà chọn đi 2 số rồi, còn mấy số ạ? 8 cách chọn. Tiếp tục hàng C có 7 cách chọn. Hàng D có 6 cách chọn. Vậy ta chỉ cần làm phép nhân 1 nhân 9 nhân 8 nhân 7 nhân 6 thì các bạn sẽ ra được có bao nhiêu số tròn trục có 5 chữ số khác nhau. Ok chưa ạ? Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp lại.